Kính thưa cả nhà, kênh Hoa Lan Thiền Phượng hôm nay lại là ngày đầu tháng lại được ba khách ủng hộ chậu quế trắng tháng 8 Thanh Hóa, và lá tương đối to các bác nhé, trên 5 sen. Được cái đặc biệt của cái cây này thì ở dưới lá gốc thì nó không có nhăn đâu, nhưng mà chỉ cần lên đến cái bản lá này là nó đang nhăn này cả nhà này, đấy, nhăn tít thô lòa luôn đấy. Thực ra là bản chất là nhà em nó cũng đang bận nên là cũng không chưa có vệ sinh cái lá, nó về bác khách về bác vệ sinh cái lá là bóng loáng luôn đấy. Đây là được hai cây, được cây bên đây thì cây ok hơn, bởi vì là bên đây không bị lỗi lá gì nhiều, cứ vãn. Còn đây, đây bên đây là hôm em vận chuyển, nhà xe vận chuyển về nó toác mất cái lá này. Đây là cái lỗi của cái cây này, cây này nó không lỗi thì lá nó rất căng cả nhà. Dòng quế trắng tháng 8 Thanh Hóa này, các bác xem là cái bản lá này, chất lá nhựa đẹp mê ly luôn, chất lá nhựa này. Các bác nhìn cái chất lá thì kia nhìn xuống này, nhà em chưa có vệ sinh cái gì. Bản lá này trên 5 sen, khẳng định là trên 5 sen, 5 sen mấy gì đấy. Em quay một lượt, một là em sẽ làm kỷ niệm những cái cây em đã chia sẻ cho khách hàng, hai là em cho bác khách thấy trước khi cây đi nó như thế nào. Đấy, vì là trong cái thời gian vận chuyển thì nó không tránh được cái lỗi xảy ra trên đường, thì cũng kính mong là cả nhà thì thông cảm với nhà em cũng đóng hàng là hết sức thận rồi. Đấy, lên đây lá nhăn cái ngọn trên vẫn đang nhăn tít thôi rồi, nhăn này, nhìn chiều này rất nhăn này, nhăn đó, đây là cái ngọn, rẽ ra rất là ok. Thường thì cây về nhà em chăm một thời gian, em giải độc này, em chăm thời gian thì em mới bán này, sẽ non chỉ về vườn nhà em thì chỉ vòng không đến một tuần là cái rễ, như những cái rễ này nó bắn ra ngay. Thế là cái vườn của em là nó đạt về cái điều kiện môi trường là ẩm thoáng và gió luôn. Đấy. Đây để em xa. Đấy, rất đẹp. Thực ra là những cái lá nhăn mà được cái bản lá trên 5 sen là rất cực kỳ hiếm ở nhà này. Trên 5 sen những cái bản lá này cực kỳ là hiếm, nhất là cái dòng mà Thanh Hóa này các bác này. Cái này chỉ về bác lấy cái quả chanh bác vắt ra, bác pha tỷ lệ giữa cái cốt chanh vắt ra là tỷ lệ với nước là tỷ lệ 1:1. Bác bỏ ra cái rễ mềm bác lau phát là bóng loáng luôn, sạch tinh. Đây là bằng cái những cái axit tự nhiên không ảnh hưởng gì đến cây. Đây, những cái bản lá đẹp quá. Cái này bữa hôm qua em đo được 5 sen mấy? Cái này tầm 5 sen 3, 5 sen 4. Bản lá sau thì 5 sen 3. Em đo cái bản lá này, anh đây to này, bản lá này rất to luôn. Đây, nhẹ vậy. Không cần em lấy cái chỗ nào rõ rõ đây. Đấy, cái chỗ nào nó rõ rõ thục vào cũng được, không phải nhất thiết chỗ này được có 5 sen. Đây những cái lá này nó to này, đây 5 sen mấy em, đây lấy chẳng hạn lấy từ đây ra 5 sen 3, tầm 5 sen 3 đấy. Đây cây này này này, dòng chất quế của Thanh Hóa các bác không phải làm tan đâu. Về cây về là cái này bác chỉ thêm cho em cái thêm một cái phân tan chậm thôi, đây có phân dê rồi,
phân dê em mới bỏ vào rồi, cần bát thì mỗi ít tan chậm, cứ vậy tươi nước là nó lên. Để tí em bỏ cho anh một loại tan chậm không biết có còn không ấy. Rồi giờ để xong là em nhớ em bỏ cho anh một cái loại tan chậm đây. Là phải anh rắc trên cái giá thể trên này nữa là ok. Đấy. Đây nha. Ok. Cảm ơn bác đã ủng hộ em vợ chồng em trong thời gian qua nhé. Chúc anh trăm cây tốt. Đây và ở đây thì em cũng vừa mới đóng lên một thùng này. Mà thùng này em bận quá em chưa kịp quay. Em đã đóng thành kiện rồi. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Ngày mới hôm nay là ngày đang là ngày 3 tháng 3 dương lịch. Kính chúc đại gia đình ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công, an toàn trong mùa dịch nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Cái số điện thoại của nhà em thường để ở miết trái màn hình video, hoặc là bác liên hệ với số hotline 0978379479. Nhà em chuyên về các cái dòng đai châu thuần, đai châu bóc, nhưng mà giờ nhà em chỉ chuyên đai châu thuần. Hiện tại trong vườn giờ có màu hồng cánh sen và màu cam lửa nhé. Ngoài ra nhà em lại còn có quế, quế trắng tháng 8, quế trắng Hòa Bình, quế trắng Đắk Lắk, quế trắng Tân Châu. Cái Tân Châu nhà em đang còn một rẻ Tân Châu rất đẹp, lá màu tím. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trên màn hình em sẽ lưu, sẽ để số điện thoại trên màn hình. Một lần nữa em xin kính chúc lại gia đình ngày mới tràn đầy năng lượng, an toàn cho mùa dịch nhé. Em xin kết thúc video ở đây.